Hoàng Bảnh xin được chào cô chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Vân đang xem kênh của Hoàng Bảnh. Kính thưa tất cả cô chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Vân, thì hôm nay Hoàng Bảnh nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Vân đến giúp hoàn cảnh của em tươi mà gia đình em tươi mà có con sinh đôi của chú anh chị. Thì hôm nay Hoàng Bảnh quay lại đây để trao số tiền của các cô chú Mạnh Thường Vân đã gửi cho gia đình em tươi. Bây giờ mời tất cả cô chú anh chị cùng vào bên trong để thăm nhà. Chào con. Có ai ở nhà không? Wow, chào con gái. Oh, nhớ chú không? Nhớ không? Mẹ con đâu rồi con? Mẹ con chưa có gì hả? Mấy giờ mẹ con về? Con không biết luôn hả? Rồi ba con đâu? Mẹ con đi tắm rồi. Ba con đi tắm hả? Ba con đi tắm ha. Ủa, thường thường mẹ con mấy giờ con về con? À, rồi con có cho em ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi, nó cũng mới thức. Lại quá. À, bữa giờ có nhớ chú không nè? Dạ có. Nhớ chú sao? Sao nhớ? Con Sao nhớ chú? cũng không biết nói làm sao nè. À coi. Bé này anh thấy phải không hay là bé kia? Em á hả? Anh là thấy thế đều hơn em vậy? Dạ, lúc mới sinh ra nó cũng nhỏ con nhỏ xíu à. Ê, mẹ đâu? Rồi anh hai anh ba người ta mà nhỏ nhỏ con quá hen, thấy đều quá Lúc đó. mới sinh ra cái ẩm nó lại cái bụng lại khóc luôn. À, nhỏ quá hả con? Dạ nhỏ con quá. Con có gặp mà lúc mẹ con sanh em bé con có gặp không? Dạ có, con ẩm đi chích ngừa nữa. À, con ẵm được luôn hả? Dạ được. Giỏi à. À, bữa giờ có nhớ chữ cái nào chưa? Con cũng viết phụ mẹ này cái kia mà lâu lâu con cũng viết sai chính tả nữa. Viết phụ mẹ hả? Viết sai chính tả, lỡ viết giấy tờ sai làm sao? Thì mẹ chửi con nói Sai sai này sai kia rồi. rồi, mẹ cũng không biết chữ sao mà biết con đúng hay sai? Con cũng không biết nữa rồi hỏi anh con á, À, anh anh con hả? học nữa. Anh họ ở ngoài hả? Dạ anh học lớp 5 anh nghỉ À, rồi. rồi. À, bữa giờ á con có gì ăn cơm? Bữa nay hả, À. mẹ con có mua ít đồ ăn á, rau Ê. gì rồi mẹ cũng xào ăn. Nhiều khi mẹ con làm có tiền nhiều thì mua thịt về nấu cháo hay kho cho hai chị em con ăn. Dạ hôm qua anh con bắt được con tôm càng đó, Wow. ảnh đi bắt đó, rồi ảnh kêu em ơi nấu cháo cho hai đứa em ăn đi, anh cho đó. Rồi em chào anh nha. Rồi đi đâu phải về mà tắm rửa anh? Đi đi bước má ba đi mò. Đi mò gì anh? Đi đi mò tôm. Wow. Giờ đi rước 7 giờ đó. Có không mò được không? Có mấy con à? Ừ. Thế từng 4-5 con gì đó. Thì giờ anh đâu rồi? Đi cắt lúa chưa Thường thường giờ anh mấy giờ gì vậy? về. Không biết nữa, bữa giờ thì 12 giờ rưỡi, 1 giờ, bữa 1 giờ rưỡi tùm lum hết trơn. Bữa nay là ba gần 3 giờ rồi. Hồi bữa nay chưa thấy. Có điện thoại được không? Giờ để em qua mẹ em mượn điện thoại điện cho vợ em. Rồi rồi rồi. Không điện thoại ha, thôi chỉ gì chưa? Đây. Ba mua bánh cho con nè. Ba của con mua nha. Nè con xé bánh ra cho em ăn đi con. Đây 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 chú ẩm nè. Chú ẩm nè. À. Rồi, bữa trước chú có gửi gạo với nhu yếu phẩm đó, rồi con có nấu gạo đó ăn chưa? Dạ mẹ cũng nói chưa, tại vì nhà bên xã người ta cho 1 ký gạo 60 ký, 25 ký gì đó. Rồi mẹ con đổ vô cái nồi luộc bánh tét để cho chuột đứng ăn. Rồi còn ăn tới giờ chưa có hết, còn gạo của chú thì mẹ con nói chưa có ăn. Vậy là ăn nước tương nước mắm thôi Dạ. không? Ngon không? Ngon không? Gật đầu cái coi. Rồi ngồi đây nè, ngồi đây nè. Rồi. Đó.
Trời ơi, anh này anh người ta sao mà nhỏ anh ruột. Bị tan hiếp hoài á. Ồ, làm anh bị ăn hiếp hoài ta. Đúng Thôi, rồi. thua em rồi. Dạ. Số nào có mẹ nào gọi ngoại điện nói ngoại điện nào. Con biết cái số thì con sao trời mà con nhớ số mẹ. nhớ. Nó lạnh nha. Không, anh đừng có làm nước anh ơi, em không có uống đâu nha, đừng có làm nha. Không 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 phải là chê đâu mà tại vì em uống rồi anh ơi. Rồi sao điện không có lưu số của mẹ, không có lưu, mẹ đổi số rồi. Đổi chưa? Dạ mẹ con đổi rồi. Đây chú kiếm rồi. Tiếng xe đó giống xe mẹ con không? Cái gì? Con vô học là con lớp 2 hả? Dạ, tại vì con nghỉ giữa chừng. Tại vì đang học kỳ 2 còn nghỉ giữa chừng vậy. Con nay 13 tuổi mà sao con đòi học lớp 2? Năm nay con 12 à? 12 tuổi rồi sao con học lớp 2 sao được? Tại vì vô á, con đâu có biết lớp 3 là học làm sao đâu, bảng nhân, bảng chia đâu có biết. Rồi vô rồi lỡ thầy hỏi này với kia đâu có biết được. Rồi mẹ con nói nếu mà vô chắc học lớp 2 cho lợi quá. 12 tuổi mà vô học lớp 2 là em thấy lớn hơn người ta luôn đó. Dạ lớn. Mắc cỡ không? Dạ mắc cỡ. Cái mẹ con nói con chưa chích mũi nào mẹ không dám cho con đi. Rồi nói thôi mẹ ơi con nghỉ học cũng được không sao hết trơn. Không được đâu, con phải đi học. Con nghỉ học là sau này là con sẽ đi cắt lúa nữa đó. Thì mẹ con nói thôi con gán đi nữa 13, 14 tuổi mà vẫn đi cắt lúa cấy với mẹ. Mẹ con nói gì á? Trời ơi, con gắng học là con đi làm việc khác chứ con lẽ đi cấy đi cắt lúa giống như mẹ con nói vậy là không được rồi. Bữa mẹ con có hứa với chú rồi mà. Mẹ con nói lỡ hứa rồi mà không biết có được không nữa. Rồi hai đứa em á, nội bệnh lên bệnh xuống hoài à, không dám cho con đi học. Rồi hai đứa nó lớn rồi sợ nó bò qua ngoài mương á, rồi sợ lắm. Rồi không có ai ở nhà chừng em. Trời ơi, em chào chị Tươi ha. Trời ơi, nãy giờ em đợi chị quá trời nè. Lúa bữa nay đi cắt lúa ngay lúa nằm người mệt quá muốn mệt á rồi dạng đau bụng quá ngồi trên bờ nghỉ mệt tới rồi cắt đuối quá cắt gắn cưới rồi công tới giờ này luôn được bữa nay cắt lúa nằm được 250 À, bữa nay một ngày được 250 ha. Rồi, nửa vô. xong á Mệt dữ lắm không? mệt lúa nằm gắn vườn Rồi, trời ơi, có chú anh chị coi kìa. Rồi, vô nhà đi ha. Rồi mẹ về kìa con. Mừng không? Mừng không? Vô nhà đi ha. Rồi. Rồi bữa nay được về ăn cơm anh. Hả? Bữa nay có gì ăn cơm? Chưa biết nữa. Hả? Chưa biết chiều nay ăn gì nữa. Chưa biết nữa hả? Dạ. Thì mình không có kiếm được cá tôm gì hết anh. Rồi vòng vòng đây người ta tát mương thì mình đi xin người ta tát bò rồi được. Dạ. Còn ta không có tắt mương thì không có xin được cái gì hết. Là hàng ngày là ở nhà với con ha. Dạ. Thì ở nhà chăm con với giặt đồ với nấu cơm phụ hở vậy đó. Thẻ thì đi ra ngoài đưa giỏng đó rồi trông hai nhỏ tiếp cho nhỏ lớn chứ còn mệt là tao không nổi. Rồi bữa giờ mình có còn có thuốc uống không? Dạ uống hàng ngày đó. À, là mình thuốc mình mua ở ngoài hay là mình đi khám rồi? Mua ở ngoài nhưng mà buổi sáng uống thì buổi chiều nghỉ Sao hả? không có tiền mua nhiều uống rồi không có tiền mua rồi buổi chiều uống thì buổi sáng nghỉ nhưng mình uống như ngày sáng chiều thì không có đủ tiền mua uống buổi nghỉ buổi gì đó với anh chích nữa chích Chích đó chích hả? tiểu đường á Ủa anh bị tiểu đường đó hả? yeah. Chú anh chị em đang chích đó cái gúng sừng ở đằng với cái tay trên đây nè sừng ở đằng giờ dở đâu nổi đâu là lúc còn trẻ mình có ăn chơi nhậu nhạt gì không anh? Giờ cũng ít lắm không có ăn chơi nhưng mà nhậu thì cũng có nhậu mà ít lắm như gặp anh em thì 5-7 lon bia thì có chứ nhậu la lết không có. Rồi vợ chồng mình có vui vẻ hòa thuận với nhau từ lúc mà chưa anh có bệnh á? Dạ cũng vợ chồng thì như em thấy
em làm không nổi, em xin vợ em đi làm để đi làm tiếp em, chứ em làm nuôi không nổi đâu. Mình anh em nuôi tới 4-5 người, rồi lớp nào tiền điện rồi tùm lum hết trơn. Em sợ vợ em làm không nổi, em xin làm, vợ em không cho làm, nó thôi anh bệnh ở nhà với con đi, tôi đi làm cho. Em nghe vậy em cũng cũng xin đi làm không được rồi thôi, chứ vợ em ở nhà cũng ráng chăm con tiếp vợ em. Và cái cảm xúc mình thấy người vợ mình mà đi nuôi cho 4 người ăn vậy đó, mình có cái cảm xúc mình gì với vợ? Em cũng buồn dữ lắm rồi, nhưng mà giờ buồn biết nói với ai, nghe ai hiểu được. Giờ em xin đi làm mà vợ em không cho đi làm, em cũng đi tới đi lui hụ hở nó được, chứ không phải là đi không được. Nhưng mà bác sĩ ở Phú Lộc á, người ta nói em bị tai biến nhẹ, đừng có làm chuyện nặng để sau này tai biến liệt người luôn á. Thế anh là bị tai biến rồi tiểu đường rồi thêm cái gì tim nữa hả? Dạ. Trời ơi, tôi, anh mới có bao nhiêu tuổi ta quên rồi? 37 tuổi. Anh mới có 37 tuổi rồi có chú anh chị, mà bây giờ 3 thứ bệnh luôn trời. Bây giờ uống thuốc là vậy là 10 ngày, như vậy là 450 ngàn. Trời. Uống thuốc từ ở ngoài á. Tại vì em không có giấy bệnh. Với lại ở bệnh viện xã của em là không có thuốc để em uống. Như chỉ có thuốc như tiểu đường vậy thôi à. Cái thuốc chích thì không có. Thuốc như động kinh co giật thì không có nữa. Phải lên tới tỉnh Sóc Trăng cho anh á, mới có loại thuốc này. Em phải mua từ ở ngoài đó. Vợ em đi như đi cắt lúa 5-7 ngày đi mua cho em. 5 ngày uống, 5 ngày nghỉ. Đó là mình ngưng đó là do mình không có tiền uống ha. Chứ uống xuyên suốt luôn là vợ em làm không đủ tiền để mua thuốc em uống đâu. Rồi lớp nào tiền sữa cho con em nữa. Đâu có bỏ sữa được đâu, ban đêm bỏ sữa nó khóc tội nghiệp dữ lắm. Thiệt ít gì cũng thấy thằng bệch. Nguyên ngày đêm đó cũng phải ít nhiều cũng phải có. Thì em uống thuốc xuyên suốt á, ngày nào em cũng uống, buổi nào em cũng uống. Thì em tội nghiệp vợ em đi làm, thấy đi làm mà không có tiền mà nuôi em nữa, rồi em bệnh vậy nữa, em đi làm không nổi nữa. Tay chân em vậy, giấc này nó tê hết trơn, giấc này tê, động tay hết trơn, với động chân tê hết rồi, không có cảm giác như bị tiểu đường, người ta kêu biến chứng á. Chứ em đâu dám đi xa đâu, đi xa sợ giật. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì hoàn cảnh của anh thì rất là khó khăn. Thì anh là trụ cột gia đình, nhưng mà anh không làm được việc, thì anh cũng thấy cái cảm nghĩ của mình, thấy thương vợ gì không anh? À, em thương dữ lắm, giờ em cũng không biết nói làm sao nữa. Như cất nhà này lên rồi mẹ em dỡ nhà trước ra đó. Mẹ em cho mượn tôn này nè. Để cất rồi chừng nào em cất rồi mẹ em lấy tôn lại. Chứ đâu phải nhà này của em được rồi vậy. Em chào chị Tươi ha. Rồi chị Tươi ngồi ngồi đây đi ha. Tại vì hai vợ chồng ngồi đây rồi. Em mượn cái ghế vô ngồi thôi. Mượn cái ghế ngồi ha. Rồi. Ở đây sáng không em? Đây. Sáng hay ra ngoài đi ha. Ra ngoài. Ra ngoài ngồi đi. Bây giờ mời gia đình mình cùng ra ngoài ngồi ha. Đây. Yeah, có ghế sẵn mới đi mượn ghế hay sao hả? Của mẹ chồng á, nào có khách thì mượn. Rồi bữa nay thì mình được 250 ha. Ngày nào cũng 250 hay sao chị? À, hôm qua thì được 180 mà. Rồi giờ bữa nay thì dư mới tầm mà với người ta kêu kéo dư ra rồi mình gắn kéo rồi được 250. Vì lúa nằm thì có giá, lúa đứng không có giá đâu. Mình cắt bằng cái lưỡi hái không? Lưỡi hái á. Wow. Là một mình như là cắt hết một công không? Không đâu, có nửa công à. Nửa công rồi mình dư tầm 2-3 tầm mình kéo lợi gì đó, tiếp vậy đó. Rồi chia ra, lấy tiền nó chia ra vậy đó. À, hiểu rồi. Rồi tay đau rồi mệt nữa, tại vì cái tay em bị té xe. Em xài được hoạt động được 3 ngón này à. 2 ngón này em không có làm nặng được. Nó còn cảm giác không? Nó đau nè, nó vậy đó. Em đau rồi em giật là em muốn khóc à. Tại vì lúc đó ông bị bệnh, em đang lọc tôm á. Cái bị ông Dượng vô, ông kêu nó chồng mày sắp chết rồi đó, nó bị giật rồi. Là lúc đó là em giục cái gỗ tôm ra là em phóng chạy xe lại. Từ Bạc Liêu mà em chạy lại có 10 phút mà. Là rồi xong em thay đồ là chạy ra tới bệnh viện. Gặp xe tải nó tấp vô bờ, nó không đá đèn xi nhan, em chịu nó chạy thẳng rồi em tính quẹo cua anh đây em chạy thôi, ai ngờ nó ngừng cái em nó chết rồi. Đập đầu vô xe tải là chết liền, em bẻ cái đầu xe văng ra cái cột cây á. Rồi tay em bị vậy luôn.
ghé lại lên bệnh viện không ai ẩm hay bệnh dịch á. Em ẩm ổng lên xe cấp cứu thì ra rồi vừa ẩm ổng lên cái là cái tay em mới nghe cái bực liền, thì ra nó ảnh hưởng nặng luôn. Hết dịch này con của chị có đi học ha? Tại thì chưa có chết người ta không có cho đi học. Sao không đăng ký cho bé chích đi chị? Là lúc mà mới chích rồi xong á là nó chưa đủ tuổi 12 tuổi, người ta nói mũi nó 12 tuổi. Mà lúc mà người ta chích á là người ta chích trước mới nó chưa đủ tuổi đó, người ta không có 12 tuổi rồi thì ra là chắc để qua Tết em xin ta chích cho nó được mũi hai mũi vậy đó được nó đi học. Nhưng mà em không biết em cho con đi học được không, thấy hoàn cảnh hai đứa vậy không ai câu với. Em thấy dụ như anh thấy anh em đi làm vậy đó, em thấy dụ nó có con coi thì em cũng an tâm, em làm em không có sợ. Còn em sợ con em gái em đi làm á, em sợ em làm gì mình làm không có tập trung được á, thì em sợ cái chỗ đó đó. Bởi vì em lo sợ một phần đó, em muốn mua sách vở gì cho nó học vậy đó. Mình có tiền mua sách vở không? Thì em cũng đi kiếm mấy bữa trước em đi tiệm lớn người ta nói chưa có rồi. Em đi mua cũng gần á, tiếng Việt á. Rồi về cho con em mà. Bộ sách lớp mấy? Đó nó học rồi, lúc nó lớp 2 mà nó nghỉ còn cái tháng nữa là nó lên lớp rồi. Giờ em tính mua lên sách lên lớp 3 cho nó. Mới 12 tuổi đi học lớp 3 lại ha. Cho nó học lớp 3 lại. Mà dạng như cho nó học lớp 3 kèm ở nhà nó, cho nó học ở nhà đừng rồi, cho. Rồi chị biết chữ đâu? Em không biết chữ, em tính nhờ cô chồng á. Chị chồng á là con gái của chị chồng á học lớp lớn rồi. Thì em tính chiếc chiều á dạng cho cha nó dẫn vào bển cho nó học được 2 tiếng. Là vậy đó, em tính vậy á. Cũng hơn cây số ngoài lộ á. Rồi như chiều cho cha nó chở đi đường tiếng 2 tiếng gì đi cho con của chị chồng á dạy cho nó, kìm cho nó rồi xong có 2 tiếng rồi chở nó về. Nhưng chắc chiều á anh. Còn nếu mà nó sợ, em sợ nó đi học rồi em đi làm không được, không yên tâm. Tại vì em sợ ổng dạng như ổng mà lên đường hay là bị có cái tì nó bị giật á, rồi bị gì bãi liệt nhẹ gì đó. Rồi như nãy anh chồng chị Tươi có chia sẻ là bị tai biến nhẹ đúng không? Đúng rồi, tai biến nhẹ là không lên bệnh viện lớn Sóc Trăng cũng vậy, nhưng mà tai biến nhẹ người ta nói không cho làm việc nặng, người ta sợ là bị nặng là sau này nằm luôn như thực vật vậy. Để em sợ cho đó, em không cho đi làm. Có khi nào chị có cái suy nghĩ, ý là em ví dụ thôi, chị có cái suy nghĩ nào mà đôi khi mình làm hết nổi mình thấy mình muốn buông thả không? Không, em phải cố gắng lên, em phải mạnh mẽ lên. Tại vì cái cuộc sống mình á, mình không có biết trước điều gì, nhưng mà mình phải mạnh mẽ lên. Tại vì mình về mình thấy ba đứa con mình rồi, rồi mình thấy chồng nữa, nhưng mà mình ngục ngã là không có được. Em phải vươn lên, em phải mạnh lên. Là vậy đó, em là cố gắng lên. Em thí dụ bữa đó em bệnh á thì em có khóc. Thì chợ là bệnh mệt mỏi mà làm không nổi cũng phải gắng nữa. Mà cái khi mà em về em mệt là em thấy ba đứa con em là em phải mạnh lên. Em phải mạnh lên, em không dám gục ngã. Em sợ là thí dụ như em có bệnh đau sau này không ai nuôi ba đứa con em. Thì em sợ vậy, với một phần nữa em sợ không có thuốc ổng uống á, thì em như chạy chọt đầu này đầu kia vậy đó. Như em chạy cô hay là cha mẹ chị em vậy đó, có chút đỉnh thì về mua cho ổng uống. Vậy chứ đi nếu mà em ngục ngã không dám ngục ngã đâu. Em phải vươn lên anh ơi. Anh ơi, anh thấy vợ anh chia sẻ gì đó, anh có thấy cảm nhận của anh sao đối với người vợ của mình? Em nghe vậy em cũng buồn dữ lắm, nhưng mà em phụ không được, vợ em không cho đi, nói là em mang nặng không được. Nói mang nặng là em bị giật. Em cũng muốn chia sẻ với vợ em dữ lắm. Mà nhưng mà em đi mần thì mần được đó, nhưng mà em đi vác lúa bó em vác không nổi. Nói chung là em thấy trước mắt anh Hoàng Mạnh là nói sự thật. Cái hoàn cảnh mà dù giúp đỡ cho em cái vụ mà thương quá. Thì cái tivi mình cầm ở đâu bây giờ còn lấy được không? Dạ là bỏm là chị chồng là định lấy về cho. Rồi cô chồng cũng vậy, tại vì cô chồng bà nói là con của cô chồng là nói là cho mượn tiền đi chuộc, tại hai nhỏ này nó đòi á. Rồi em ngừng lại, em thôi sợ là cho mượn rồi em không có tiền, hứa không có tiền trả em không có dám. Chứ hôm trước là mình cầm tivi đó là bao nhiêu tiền chị? Là 3 triệu. 3 triệu cầm gần đây không? Cũng xa lắm anh, không có gần. Nhưng mà cái tiệm đó là cầm là em cũng hôm qua em cũng chạy đi á, chạy đi đóng lời nhưng mà người ta tạm ngừng lại. Ta đóng cửa mà em không biết lý do sao ta đóng cửa rồi.
Chắc dịch bệnh quá, đóng dạ. cửa đó. Cái người ta lấy giấy người ta dán lên tạm ngừng lại từ nửa tháng 20 bữa là em chạy về. Mình có số điện thoại họ không? Không, lúc em cầm này gì. Dạ. Chào con gái, nãy giờ quên con nữa, con gái giỏi. Thì mẹ sẽ mua cuốn bộ sách lớp 3 cho con ha. Rồi con sẽ đi học nha, con học thêm ha. Con tập như thời gian rảnh mà em ngủ á, rồi con dở sách ra rồi con ôn lại những cái bài mà con đã học hay là cái chữ, con nhớ chữ không? Còn nhớ không? Dạ con nhớ. Dạ. Giỏi quá, con gán hay con rất là khôn đó, sau này đó con gán học đi. Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả, quý Mạnh Thường Vân đang xem kênh Hoàng Bảnh, thì hôm nay Hoàng Bảnh cũng đến đây và sẽ đem trao số tiền của các cô chú Mạnh Thường Vân đã hỗ trợ cho gia đình của chị Tươi, của chú anh chị. Thì chị Tươi thì hôm nay thì em được sự hỗ trợ của cô chú Mạnh Thường Vân á, đó là chị, em xin đọc tên ha, bây giờ là chị Minh Hương ở Pháp gửi cho mình là 2.514.000, cô Nguyệt Nguyễn ở Đà Lạt gửi cho mình là 300 đô, đổi ra là 7.005.000. Cô Diệu Mỹ gửi cho mình là 2 triệu, cô Diệu Hạnh gửi cho mình là 1 triệu. Tổng số tiền là 12.505.000 ha. Bây giờ em sẽ trao cho chị. Nha, chị đếm giùm em ha. Không được đâu, chị đếm giùm em. Cái nào ra cái nấy. Là tổng số tiền là 12.505.000. Đủ rồi. Là bao nhiêu tiền? 12.505.000. Trước tiên thì cho Hoàng Bảnh xin gửi lời cảm ơn đến chị Minh Hương, cô Nguyệt Nguyễn và cô Diệu Mỹ và cô Diệu Hạnh đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong vùng sâu vùng xa của chú anh chị. Và kính chúc cho những cô chú anh chị Mạnh Thường Vân thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn các chị, các anh vậy đó hỗ trợ cho em, giúp đỡ cho em đang khó khăn. Các cô á. Dạ. Các cô với các chú á, hỗ trợ cho em, giúp đỡ cho em giờ đang khó khăn. Em cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô chú cho hỗ trợ cho em cái số tiền vậy đó. Em rất là hạnh phúc, em rất là mừng. Em chúc cô chú năm nay mà năm mới mà ăn phát tài phát lộc, hạnh sự như ý. Mừng quá, nói không nên lời luôn. Có chú anh chị thì Bảnh xin nói lại giùm chị Tươi, đó là xin được cảm ơn chị Minh Hương ở Pháp là gửi số tiền là 2.514.000, cô Nguyệt Nguyễn ở Đà Lạt gửi cho mình 300 đô đổi ra được 7.005.000, cô Diệu Mỹ gửi cho 2 triệu đồng và cô Diệu Hạnh gửi cho 1 triệu đồng, tổng số tiền là 12.505.000 đồng của chú anh chị. Thì anh ơi, thì anh thấy vui không anh? Dạ, mừng dữ lắm. Dạ, bất ngờ không anh? Dạ, bất ngờ dữ lắm. Cố gắng có sức khỏe để giữ con cho chị Tươi có tinh thần để đi làm xa hơn, đi như đi cắt lúa để cho chị Tươi bớt lo hơn phần nào ha anh. Cố gắng ha anh. Cho em gửi lời cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân năm mới mừng ăn phát đạt. Dạ, em xin hết. Thì hai vợ chồng thì rất là mừng. Hồi xưa giờ mình có được cầm số tiền này chưa? Hồi lúc từ Bình Dương mình thất nghiệp với mình có cầm số tiền lớn vậy không? Dạ không. Ví dụ là cầm số tiền lớn là cái số tiền của người ta mòn mướn á, mình làm gì mình trả cho người ta. Chứ em là em không có cầm số tiền lớn. Như là 1 triệu, 2 triệu, 3, 4 triệu là có thôi. Rồi chị có thể chia sẻ với em là tiền thế này cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ mình đó, rồi mình dự định mình làm cái gì, chị nói sơ lại ha. Dạ. Là một em để các loại 3 triệu là em chuộc cái tivi. Còn nhiêu thì như em để có một phần tiết kiệm lại là để cho mua thuốc cho chồng em. Là như em để là thủ mua sữa cho bé. Dạ, ha. Mua sữa rồi mua thuốc cho chồng em. Em mừng, em rất là mừng luôn á. Mừng rất hạnh phúc. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Đã hỗ trợ cho em đang khó khăn. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Hoàng Bảnh, thì Hoàng Bảnh chỉ là người đến đây để động viên gia đình và nhịp cầu nối cho tất cả các chú anh chị Mạnh Thường Quân đó các chú anh chị. Thì gia đình nào có duyên, có phước có phần với các chú Mạnh Thường Quân thì Bảnh sẽ giao duyên tới đó các chú anh chị. Con ơi, thì bữa nay chú lại trao tiền cho mẹ con đó là 12.500.000 đó, con có thấy vui không? Dạ con rất là vui khi được chú cho số tiền lớn như vậy. Nói lớn lên con, nói lớn cái nào. Để phụ giúp cho mẹ con, cho mẹ con bớt đi làm á. Để có tiền mua này mua nọ. Rồi giờ là chuẩn bị là có tivi về xem ha. Dạ. Rồi chúc mừng con ha.
Thì hôm trước thì chú lại đây đó, chú quay đây thì con ước là con có cái tivi để xem, để cho em nó xem đúng không? Dạ, À, giờ bây giờ là giờ hiện thực chưa? Được thực hiện chưa? Ước mơ được thực hiện chưa? dạ được thực hiện rồi. Rồi, Dạ, rồi. Chúc mừng con ha. dạ con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình con để có số tiền xoay sở cho nhà, rồi mua sữa, mua này, mua kia cho em con, mua thuốc cho cha con. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn con ha, gắng học hành nha. Chị ơi, chị nhớ mua sách vở cho bé nha chị. Dạ. Mình mua cho em bé bộ sách đi, có hơn 100 ngàn ha, một bộ Dạ, ha. Nhớ mua dạ. Em mua chắc em bữa hai em đi ra tới Thạnh Trị á, đi nhà sách em mua luôn. Rồi, Dạ. mình đi mua cho đầy đủ cho bé ha, cho bé ha, học cái gì. Đã gia đình mình không có biết chữ rồi, mình đừng có cho con mình đi theo con đường của mình nữa ha. Dạ. Cố gắng cho con mình biết chữ đi, để ra xã hội sau này nó phát triển hơn, nó đỡ hơn, nó đỡ khổ hơn mình ha. Dạ dạ Cố gắng nha. dạ Giờ gia đình mình cố gắng vậy ha. Bây giờ em xin phép em về, thì trời cũng đã chiều rồi, tối rồi, thì nhà cũng xa, thì cũng luôn nha, cảm xuống đây giúp đỡ cho gia đình này. Bây giờ thì Bằng Bảnh xin khép video tại đây. Kính chúc tất cả cô chú anh chị với khán giả Quý Minh Thần Vân thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống. Và năm mới cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị phát tài phát lộc, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.